HTVC Gia Đình xin trân trọng giới thiệu, chào đón sự có mặt của quý ông lịch lãm Biren, mỹ nhân nóng bỏng Oh Yeon Seo, cựu hoa hậu Hàn Quốc Honey Lee trong những mối quan hệ đan xen. Cậu là chồng của ta hả? Đúng vậy, tôi chính là... Tôi đã muốn nói điều này từ 9 năm trước rồi. Mình bắt đầu lại đi. Cô đang làm gì ở đây? Cô đã hôn em trai cùng cha khác mẹ với chồng cũ của tôi và quyến rũ người đàn ông có quan hệ với tôi. Tiếp theo là gì? Có một chuyện giữa hai chúng tôi. Chúng tôi? Nhưng tôi bảo đảm chuyện đó không phải như những gì anh đang nghĩ đâu. Sống lại hả? Nói vậy nghĩa là tôi có thể trở về nhà sao? Đã nói là nếu như các anh muốn. Và họ sẽ làm như thế nào khi cơ hội sống lại chỉ đến một lần? Chúng ta đã gặp nhau ở nhân gian rồi. Đón xem các tập tiếp theo của bộ phim Quý ông trở lại lúc 18 giờ, phát lại 9 giờ hôm sau trên HTVC Gia Đình.